Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Chúng ta có hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy, cái cục này nè, đó chính là cos x tất cả bình phương. Sau đó bình phương một lần nữa, câu này là sin x tất cả bình phương, rồi bình phương thêm một lần nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ có a bình phương trừ b bình phương. Như vậy chúng ta sẽ biến đổi cái cục này thành cái cục này. Cái cục này chính là số 1. Tiếp tục mình chia hai vế cho số 2. Tiếp tục, cái cục này chính là cos 2x. Tiếp tục, ta có công thức này như sau. Như vậy, mình sẽ biến đổi cái cục này nè. Đó chính là cos của b chia 6. Và cái này là sin b chia 6. Cái cục này nè, chính là cái cục này. Tiếp tục, 1 chia 2 chúng ta sẽ biến đổi thành cos của b chia 3. Và chúng ta lại có công thức như sau. Như vậy, chúng ta sẽ biến đổi cái cục này thành cái cục này. Như vậy chúng ta rút gọn lại hình x cộng cho b cho 6. Còn là x trừ cho b cho 6. Như vậy chúng ta sẽ để cái cục này nè sang bên phải. Sau đó chúng ta có sin x trừ b chia 6 làm nhân tử chung. Như vậy, chúng ta sẽ có hai phương trình. Như vậy, chúng ta sẽ có cái cục này bằng trừ 1 chia cho 2. Và bây giờ chúng ta sẽ có công thức như sau. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có x trừ b chia 6 sẽ bằng kb. Và k thuộc z. Còn cục thứ hai chúng ta sẽ có hai phương trình.
Chúng ta đẩy trừ pi chi 6 sang bên phải. Còn bên đây chúng ta tính ra được, và cái cục này cũng tính ra được. Đó chính là trừ pi chi 6. Và pi trừ với là trừ pi chi 6. Thì chúng ta ra 7 pi chi 6. Pi chi 6 chúng ta đẩy sang bên đây. Như vậy, trừ pi chi 6, trừ pi chi 6, chúng ta sẽ có kết quả là trừ pi chi 3. 7 pi chi 6 trừ cho 1. Đó chính là pi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.